Đừng dại mà ngoại tình nếu không muốn nổi tiếng theo kiểu tai tiếng. Có một người phụ nữ chia sẻ như thế này, trong thời gian sống với chồng thì chị ấy đã bị cảm nắng với một người đàn ông và thời điểm đó thì thiếu thốn tình cảm với chồng, cảm thấy cô đơn nên khi người đàn ông kia nhắn tin hỏi thăm thì người phụ nữ này đã trải lòng với người đó và dần dần nảy sinh tình cảm và cuối cùng là đi quá giới hạn. Hai người vụng trộm với nhau suốt nhiều tháng trời nhưng sau một khoảng thời gian thì người phụ nữ này cảm thấy bản thân mình vô cùng tội lỗi cho nên đã tìm cách chấm dứt mối quan hệ vụng trộm với người đàn ông kia. Tưởng chuyện đơn giản là vậy, nhưng mà sau khi nói lời chia tay thì người kia bắt đầu lồng lộn lên. Anh ta tìm cách tiếp cận chồng của chị này, sau đó anh ta liên tục đe dọa người phụ nữ này rằng nếu như không tiếp tục đáp ứng thì anh ta sẽ nói cho chồng của chị này biết và tung mọi chuyện lên mạng xã hội cho chị này nổi tiếng luôn. Thông qua câu chuyện này thì bài học là gì? Đừng bao giờ dính vào chuyện ngoại tình khi đã có gia đình. Nếu giữa vợ chồng có vấn đề mâu thuẫn, bất hòa thì hãy cố gắng tìm cách giải quyết. Chứ đừng vì tổn thương mà tìm tới người khác rồi dính vào ngoại tình thì kết cục không có gì tốt đẹp cả. Vì sao em Dung lại chia sẻ nhiều video về ngoại tình? Để mọi người có thể nhìn thấy hậu quả của nó mà sáng suốt và không vướng vào. Đã có rất nhiều người mất thanh danh, mất cả một sự nghiệp gây dựng bao nhiêu năm, mất cả một gia đình chỉ vì ngoại tình.